tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuộc lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người xứ Galilea, làm cho máu họ hòa lẫn với máu của các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo họ rằng: các ngươi tưởng mấy người xứ Galilea đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilea sao? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn tất cả những người cư ngụ ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người còn nói dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đã đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Vậy anh hãy chặt nó đi còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, mỗi một ngày chúng ta chứng kiến hoặc là chúng ta nghe thảm họa nơi này nơi kia. Có những thảm họa do thiên tai tự nhiên, động đất, núi lửa, và có những thảm họa do chính con người gây ra, hoặc cố tình hoặc vô ý. Chúng ta biết rồi, lái xe ngoài xa lộ, cho dù chúng ta cố gắng giữ đúng luật đi đường thì cũng có những người bất cẩn có thể tông vào chúng ta không biết được. Và rồi thảm họa như chính con người gây ra chiến tranh, áp bức, nghèo đói, những con người gây ra. Và dĩ nhiên ngay cả trong đời sống gia đình có những cái thảm họa, vấn đề ly dị, vấn đề bỏ nhà ra đi, vân vân, cũng chính do con người gây ra mà thôi. Nhưng mà cho dù là tự nhiên hay là do chính con người gây ra, thì thường câu hỏi chúng ta đặt ra cho chính mình đó là: tại sao Thiên Chúa lại để như thế xảy đến cho gia đình tôi, cho chính tôi, cho người tôi quen biết, hay là cho những người không quen biết mà tôi cảm thấy làm cho tôi buồn phiền? Ngày hôm qua giáo sư chúng ta có 2 lễ an táng, lễ 8 giờ sáng chị Teresa Phạm Thị Oanh mới có 55 tuổi, rồi sau đó lễ 10 giờ có lễ của cụ Đỗ Kế Giai, lớn tuổi rồi. Trẻ hay già, bệnh tật thế này thế kia, cho dù biết rằng là con người rồi cũng đi đến quả chết, dẫu biết rằng con người cái cơ thể hoạt động 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm thì nó cũng có lúc nó phải ngừng lại, ai cũng biết cả. Nhưng mà có điều rằng là chúng ta luôn luôn tự hỏi: tại sao lại xảy đến cho tôi, cho người này người kia? Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc cho những người Do Thái biết, kể cả cái việc quan Phi-la-tô giết những người xứ Galilea, mà theo những nhà chú giải có lẽ là Thánh sử Luca ghép 2 câu chuyện lại với nhau. Thời quan tổng trấn Phi-la-tô thì ông cũng đã ra lệnh sát hại những người Samaria khi họ làm việc tế lễ ở Gerazim. Và vì thế có câu chuyện ở đây cho thấy rằng máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh.
Và cũng các nhà chú giải cũng có câu chuyện thứ hai, đó là ông Philato, tổng trấn Philato, ông ra lệnh giết những người biểu tình, người Do Thái biểu tình ở Jerusalem, khi ông ta bắt là lấy tiền trong quỹ đền thờ Jerusalem để làm cái dẫn ống dẫn nước cho những người khách hành hương. Nhưng mà cho dù là câu chuyện như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng là Philato là người ra lệnh. Và vì thế ở đây chúng ta thấy rằng là cái thảm họa xảy đến cho những người ở xứ Galilea là do chính con người gây ra. Sự độc ác hay là không đồng ý kiến với những người dân của ông ta, và Philato ra lệnh giết. Nhưng mà đồng thời cũng có một câu chuyện mà Chúa Giêsu cũng nói ở đây, đó là 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Đó là câu chuyện cũng thời tổng trấn Philato cũng ra lệnh xây lại cái tháp nước. Nhưng mà rồi không biết như thế nào, bất cẩn ra sao hay là xây cắt sao, nó đổ sập xuống, 18 người chết. Và Chúa Giêsu qua câu chuyện đó để nói rằng là không phải những người chết, những người bị sát hại là những người tội lỗi theo cái lối suy nghĩ thông thường của người Do Thái, tại vì tội lỗi do đó mới bị hình trừng phạt do chính mình hay là do cha mẹ ông bà của mình. Chúa Giêsu nói đừng có bao giờ cần tìm hiểu những cái chuyện đó. Cái điều quan trọng nhất đó là cho thấy rằng cái sự chết nó sẽ xảy đến một cách bất ngờ, không ai biết trước và cũng không ai ưng cả, nhưng mà sự chết sẽ xảy đến. Và cái điều quan trọng là phải đứng trước cái hiểm họa, cái sự chết đó, chúng ta phải có thái độ ra sao. Và đó là cái điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho những người Do Thái thời bấy giờ và cho chính chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu qua đó để nói đến cái dụ ngôn cây vả 3 năm không có trái, rồi ông chủ nói thôi chặt cây đi, thì người đầy tớ nói thôi từ từ để tôi bón cả thứ, có thể xem ra được, có thể nó có thể có quả được không. Cái dụ ngôn này để nói cho chúng ta biết cái lòng nhân lành và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, để cho chúng ta có thời giờ, để cho chúng ta có cơ hội để ăn năn hối cải. Nói một cách khác, Thiên Chúa Ngài lòng lành, Ngài cho chúng ta cơ hội để trở về với Ngài. Cái điều rằng là liệu chúng ta có nhẫn nhơ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như theo ý chúng ta, hay là chúng ta được lời Chúa mời gọi chúng ta phải nhìn lại cuộc sống của mình để nhận ra những con đường cong queo cần phải sửa chữa, những mối quan hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối anh chị em của mình cần phải được cố gắng để làm hòa. Đó là cái điều quan trọng. Và đó là ý nghĩa của mùa chay, ăn năn hối cải. Cái việc cầu nguyện, cái việc ăn chay kiêng thịt hãm mình, cái việc làm việc lành phúc đức, tất cả những chuyện đó có thể trở nên những câu chuyện, cái điều mà chúng ta làm bề ngoài mà không đi vào trong cái bề sâu, đó là chúng ta phải hoán cải. Mà trong cái từ ngữ của người Do Thái là chúng ta phải quay trở về với Chúa. Chúng ta đi ngoài xa lộ chúng ta biết rồi, chúng ta mắc một cái exit là chúng ta cố gắng chạy một vòng trở về, hay là chúng ta đi lộn đường chúng ta trở về. Và chúng ta có nhận ra được rằng là chúng ta có đi sai đường, và chúng ta có mau mắn để chúng ta hoán cải cuộc đời của chúng ta hay không. Có nhiều khi chúng ta tưởng rằng là cuộc đời của chúng ta nó dài lắm, nhưng mà thật sự nó không đơn giản như vậy. Không ai biết được. Cả tuần qua, từ thứ hai cho đến thứ sáu vừa qua, tôi học ở bên New Jersey trong cái giai đoạn 1 của Tổng Công hội Dòng Chúa Cứu Thế Toàn Cầu, và tháng 10 sẽ họp, và tháng 10 ở đây, họp tới đây ở Thái Lan. Nhưng mà trước đó thì tất cả các đơn vị
ở trên thế giới để phải họp lại với nhau trước để đưa ra những cái khuyến nghị hay là những cái đề nghị vân vân. Thì trong vùng Bắc Mỹ, do dòng Chúa có thể Bắc Mỹ thì có nhiều đơn vị khác nhau của Mỹ, Canada, vùng biển Caribe, đúng không ạ? Thì phụ tỉnh dòng Chúa có thể hải ngoại thì có cha bề trên cha Long giám phụ tỉnh và tôi đi đại diện. Ở một cái nơi tĩnh tâm, tất cả là 26 người, kể cả cha bề trên tổng quyền Roma và hai vị cố vấn tới. Ở một cái nơi tĩnh tâm, cái vùng đó là cái vùng rất là dành cho những người khách gọi là nghỉ ngơi, du lịch. Hai bên là hai cái khách sạn lớn, condo lớn. Phía trước là biển. Đó là nơi tĩnh tâm của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Mỹ, Baltimore. Họp sáng, họp chiều, họp chung, họp riêng, đủ thứ cả. Thì tưởng là mọi sự nó an lành, nhưng mà sáng tối thứ tư 9:30 tối cúp điện, gió mạnh quá cả một vùng nó bị cúp điện, rồi không có internet. Sáng dậy 8:00 sáng đọc kinh thì cũng may, lúc đó trời cũng hơi sáng rồi, cũng phải đọc kinh mãi cho đến 12 giờ, gần 12 giờ trưa thứ năm mới có điện. Và dĩ nhiên có một số cha thầy thì cái laptop hay là cái cell phone nó chạc điện thường xuyên hơn thì làm việc nó dễ dàng hơn một chút, vẫn còn có cầm cự được. Nhưng mà có những cha thầy thì không để ý, hay là thì do đó cell phone cũng không dùng được và laptop cũng hết pin. Điều đó để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là có những điều mà chúng ta tưởng rằng là bình thường, tất cả mọi sự đều bình thường. Nhưng mà có một lúc nào đó nó xảy đến và lúc đó chúng ta mới thấy được cái gì là thiết yếu nhất. Lúc đó chúng ta cần ánh sáng, chúng ta cần điện. Thì liệu chăng trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải nhận ra cái gì là thiết yếu nhất, cái điều gì làm cho chúng ta đến với Chúa để nhận được ơn thứ tha của Ngài, làm cho chúng ta nhận được ân sủng cứu độ của Ngài. Đó là cái điều thiết yếu nhất. Rồi chúng ta ai cũng ra đi. Thử hỏi những người trên giường bệnh, nhất là những người gần chết, có thiết tha gì nữa đâu? Chả có gì thiết tha cả. Tất cả đều trôi đi theo năm tháng. Cái điều quan trọng nhất là làm sao để chuẩn bị mình ra trước mặt Thiên Chúa với cái sự đón nhận ân sủng cứu độ của Ngài, lòng tha thứ của Ngài trong cái tâm hồn ăn năn hoán cải. Và vì thế xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhận thức được chúng ta luôn là những người tội nhân, chúng ta cần được ơn thứ tha của Chúa, và chúng ta phải mau mắn tận dụng thời giờ Chúa ban cho, cái sức lực Chúa ban cho ngày hôm nay, không phải lãng phí, nhưng mà để gia tăng cái lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa và gia tăng cái lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc chúng ta cố gắng đối xử với anh chị em của mình một cách tốt đẹp hơn. Và đó là cái căn bản cốt lõi của cái mùa chay thánh mà chúng ta cử hành mỗi một năm. Đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này, xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Chúa để chúng ta cố gắng bày tỏ lòng thương xót đó cho nhau. Amen.
Francisco hay đến thăm Đức Benedicto trước mỗi chuyến tông du. Trước mỗi chuyến tông du quốc tế, Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm Đức Benedicto thứ 16 theo tiết lộ của một tổng giám mục lão thành, cho biết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai giáo hoàng và cách Đức Francisco tiếp tục công việc của Đức Benedicto. Tổng giám mục George Genswein, chủ tịch Điện Giáo hoàng, đã trả lời phỏng vấn với Catholic.net, hãng thông tấn Công giáo. Khi được hỏi về hai giáo hoàng, Đức cha Genswein nhấn mạnh rằng chỉ có một giáo hoàng, rồi cho biết bản thân ngài làm việc như cầu nối giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Benedicto, vừa là chủ tịch Điện Giáo hoàng, vừa là thư ký riêng của Đức Benedicto. Tôi sống với Đức Benedicto. Tôi thường xuyên gặp ngài vào buổi ăn sáng và các buổi tối, nên tôi làm việc như một chiếc cầu. Khi hai ngài muốn trao đổi tin nhắn, gọi điện cho nhau hay muốn gặp nhau, thường xuyên Đức Giáo hoàng Francisco có chuyến thăm Đức Benedicto trước mọi chuyến công du quốc tế, và điều này trở thành kiểu như thông lệ, như việc đến cầu nguyện ở Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Người Ấn Độ Hindu ở dưới chân Đức Mẹ. Tại Vijayawada ngày 11 tháng 2 vừa qua, đã có 1.4 triệu người Ấn Độ không phân biệt công giáo hay không đến tôn kính trước tượng Đức Mẹ Gunadhara. Ngày 11 tháng 2 năm 2016, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu với Bernadette Subiris ở Lộ Đức, một nơi rất xa với địa phận Vijayawada, miền đông nước Ấn. Nhưng người dân Ấn đã kỷ niệm sự kiện này rất lớn. Linh mục Chinappa, người phụ trách đền thánh, đã kể với hãng tin CBCP về lòng sốt sắng của tín hữu hành hương. Họ mang hoa đến dâng ở tượng Đức Mẹ hay họ đập vỡ trái dừa theo truyền thống Ấn Độ. Họ đi một khoảng đường dài lên đồi Đức Mẹ Gunadhara, tên của khu phố nơi bức tượng được dựng lên. Rất nhiều thợ cắt tóc đã có mặt ở đó. Đối với người Ấn Độ, xuống tóc là dấu chỉ của sự vâng phục, ăn năn hoặc tỏ lòng biết ơn. Rất nhiều người không phải là tín hữu Kitô cũng đi hành hương. Linh mục Chinappa cho biết rất nhiều người Hindu cùng đi bên cạnh các tín hữu Kitô. Sự kiến này cho thấy lòng kính mến Đức Mẹ Maria được phổ biến sâu đậm nơi người dân Ấn. Năm 1928, bức tượng đã được Viện Giáo hoàng truyền giáo nước, người đem từ Lộ Đức về. Sự hiện diện của các tín hữu Hindu là một khuyến khích lớn cho các tín hữu Kitô thiểu số ở Ấn, vốn bị bóp nghẹt bởi những lời tuyên bố khắc nghiệt của một vài thành phần quá khích của đảng Hindu đang nắm chính quyền. Những người này không khai mơ một đất nước không có bóng dáng người Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Francisco sẽ đi Argentina. Theo tin báo Công giáo, ngày 16 tháng 2 năm 2016, hãng tin Acitampa cho biết, Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, xác nhận Đức Giáo hoàng dự trừ sẽ đi thăm Argentina, quê hương của mình. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, tôi nghĩ Đức Francisco sẽ đi Argentina. Nhưng chuyện này không phải do tôi quyết định, khi nào đi như thế nào, và theo lộ trình nào. Đức quan sát viên đưa ra khả năng chuyến đi sẽ thực hiện vào năm 2017. Từ đây đến tháng 6 năm 2016, Đức Francisco có thể sẽ đi Colombia theo bước tiến của tiến trình hòa bình giữa chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.
Quý ông bà, cha mẹ và anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà, cha mẹ và anh chị trong chương trình kỳ tới.